Tiếp tục đô lính Mỹ đã qua sử dụng. Em xin phép chào tất cả anh chị em nha. Đầu là em lên một con áo compact này, áo thun compact của lính Mỹ nha anh em. Ở trong này nói chung là nôm bình rất là mát. Size XL. XL nó mang tiếng XL cho nó chỉ được 7-80kg là thoải mái thôi. Còn 90 là cũng ôm body rồi đó. Thun compact cổ lọ nha. Bề ngang của nó là 60. Bề ngang là 60. Chiều dài là 85. Con này nó giãn nha. Con này nó bay, nó băng rồi. Tức là nó bay rồi ấy. Đấy, cái cổ này. Sau này ở đây nó bị dính một chút dơ. Dính một chút dơ ở đằng sau lưng đó. Trước thì đều, nó băng nhưng mà con này thì đều lắm. Nhìn màu thì nhìn như kiểu đang mới lắm á. Nhưng mà ở đằng sau này thì không duyệt được. Đằng sau thì nhìn không có mới. Em nhìn này, chỗ này đi. Chỗ này nó kiểu trắng á. Đằng sau nhìn nó không mới lắm rồi đó. Rồi, chốt cho em là 400.000 mã 31. 400.000 mã 31 mở hàng đầu live em nha. Thế một con áo chất vải kaki 64 thứ hộp. Con này là mất cái cúc ở bên vai này. Nó mất cái cúc ở bên cầu vai rồi nè. Mình có thể lấy cái cúc ở đâu mà đơn vào đây đây. Mình lấy cái cúc này cũng được anh em này. Cái cúc nằm ở trên cổ, trên cùng này. Cúc này mình đâu có sử dụng đâu. Rồi vai của nó là 52. Chất vải kaki nha. Dài áo là 76, 52 là 80-90kg rồi đó. Trên vai có một cái tên cờ này. Bên này mất cúc luôn. Rồi là bay hai cái cúc luôn. Rồi bây giờ là túi áo là xài bằng miếng dán chứ không phải bằng cúc. Ai cúc lấy đâu mà đền. Đây nè. Chỉ có lấy cái cúc ở đây à. Dưới này thì có hai cúc à. Hai cúc. Đây, chỉ có chôm cúc ở dưới này lên một cúc thôi. Giờ không biết làm ăn như thế nào. Ở đây nó bị dính một chút dơ này, chút mực. Nãy chôm cúc bây giờ lòi thêm cúc nữa làm sao đấy. 80-90kg, 44 hộp. Em coi nhắm nghía được cái cúc ở chỗ cổ tay này nhá. Nhắm nghía được cúc này thôi. Đưa cúc này, đơm cúc này lại. Còn cúc này mình khỏi cần sử dụng. Thì chôm xuống bên cầu vai là được. Rồi, áo thì đẹp chỉ có dính một chút mực. Chốt cho em con này là 400.000 mã 30. Áo này không phải của Mỹ đâu nhé. Nước này thì nước châu Âu. Tiếp một con áo biệt kích. Anh nào mà sành điệu rồi chơi những cái dòng này thì chắc chắn là sẽ biết giá trị của nó. Hỏi cần giới thiệu này. Nó là 100 cô tông cực kỳ mát và size medium regular. Báo cáo là nhanh. Nè, một cái logo của thằng hơi bị đẹp luôn. Em coi cái tem lúng túng như kiểu mà. Rồi, con này là đời bao nhiêu? 100 cô tông. Dòng này là đời 6X rồi. 69. Nó là đời 69. 69 anh em. USMC này. USMC ấy. Em nhìn thấy không? Nó nhanh quá mình nhìn không được à. Áo còn rất là đẹp luôn. Watt thì mới hình nhẹ nhẹ thôi chứ chưa có đầm lắm. Đấy. Chỗ này thì nó bị dính một chút dơ, không phải là không phải. Nó có một cái sợi chỉ đây mình đốt đi. Đốt đi là được. Ok. Con này nằm 93-95%. Em đo lại cái vai phát nha. Vai 48. Dài áo là 80. Medium regular vai 48.
70-80 kg à. 70-80 kg vừa luôn này. Ai mà 3-4-8 thì chốt con này, màu đang đẹp quá trời luôn ha. Nó đang nhanh đó. Nó mà được tút ủi lại thì hơi bị đẹp luôn. Quá trời đẹp, xuất sắc. Con này duyệt, chốt cho em 2 triệu, mã 22 à, 29, mã 29. Ôi con này mà bán 2 triệu nè. Giá này là nằm tầm 3 triệu, 3 triệu, 3 triệu rưỡi đó. Bây giờ bán con này có 2 triệu này. Mã 29. Anh nào mua con này về ủi tiếp là đẹp, chứ không cần phải tút tiếp gì nữa hết. Chỉ cần ủi thôi là đã lời được 1 triệu rồi. Cái một con ong mưa sa mạc Paca, ong mưa Paca hay da của nước Mỹ. Con này là medium rare, hàng chuẩn cấp Pháp của nước Mỹ. Medium rare, 70-80 kg, cao 1m7 trở lên. Dài áo là 75, cao 1m7 thì 75 thì mới size của cao 16, 16 đến 1m7 chứ mày. Ở dưới này như có dơ một chút nhẹ nhẹ này. Đều, đẹp. Con ong mưa này đẹp. Ở ngay cái cổ tay này nó bị dơ này anh em này. Dơ này. Thấy không? Cổ tay này nó bị dơ này. Đấy, bị dơ này. Ở chỗ này nó bị dơ một chút. Dơ đây một chút xíu này. À, bị dơ một tí tí nhá. Gọi là dơ đất thôi. 70-80 kg và cao 1m6-1m7 gì cũng hết đấy. Ong mưa thì nó dài 1m7 thì mới cao 1m6 đến 1m7 chứ mấy. Đâu nhất thiết là phải cao trên 1m7 đâu, đúng không ạ? Rồi, ai ưng con ong mưa này thì chốt giùm em 600.000, mã 28. Mã 28, 600.000. Cái một con ong mưa, quên, con này là chất vải caro 100 cô tông kaki, vải kaki, vải kaki của lính không quân, chất vải kaki. Vai của nó là 50, dài áo là 80, 70-80 kg, 70-80 kg, mới lắm thôi, chưa tì vết, không có gì hết, mới lắm, mới lắm. 93-96%. Chốt cho em 250, mã 27. 250, mã 27. Tiếp một cái áo không quân chất vải caro này. Áo không quân. Vai của nó là 46. Dài áo là 80, 46 80. Đấy, 1 2 3. 3 cái tem, 4 cái tem. Không cái tem bên này có cái gì trong này không phải. Đây tem nữa là 5 cái tem. 5 cái tem là được 250 rồi. Đúng không em? 250 rồi. Mà đâu ra mà nhiều tem thế? 1 2 5 cái tem. Rồi con này là 70 80 được không? Số ký thì em khỏi đọc, báo vai đi. Chốt chúng em con này 300.000, mã 26, đồ mới là 93-96% nha. Mẹ con đang chơi tí nhé. Hỏi ba, mẹ đang like. Mẹ đi, ba đi sửa, đi sửa răng rồi. Bệnh áo vào, cho qua một chút về. Mấy giờ về? Khoảng mấy giờ về? Nửa tiếng. Khoảng 30 phút. Bây giờ mẹ đang like mà con hỏi mẹ sao? Là mấy phút. 30 phút. 30 phút là mấy giờ về? Bây giờ mấy giờ? Không biết. Thì khi nào về mẹ kêu. Nhưng mà con không đúng giờ về. Con cứ nhắc con khóa suốt. Thì đi đi. Không được chạy đi đâu nghe nhá. Qua nhà Đăng thôi nghe nhá. Tiếp một cái mền, cái túi ngủ mùa đông. Túi ngủ này là anh em nhìn thấy rất là quen thuộc. Nó là mền sót. Mền sót nha. Đây là dây kéo nhôm. Mình sốt nè, giá trị sưu tầm hơi bị cao đó. Ở trong cái dây khóa của nó là talon,
một cái dây keo nhôm mà to lon dài. Ở lớp trong của nó thì có một cái lớp vải này, hàng mà trước năm 75 mới có lót có vải nỉ này nhá, vải xót này nhá. Anh em hay mua mền vải xót đó, mền kêu là mền nỉ đó. Con này đang đẹp lắm, mà cái dòng mà ấy là màu cổ úa nha anh em, quá trời đẹp nhưng mà vẫn không bình lũng rồi. Anh em chờ em review chút nha. Trên này xuống đều này, qua đây cũng đều này, qua đây đều. Này là bán dây kéo tặng mền đấy chứ, tặng tôi ngủ chứ. Đây nó bị lũng này, cái dòng này đây có một lỗ lũng nhỏ xíu xíu. Cái này là cả triệu mấy, gần 2 triệu một cái mền, cái túi này này, mà giờ bán 900 ngàn thì giống như kiểu em bán dây kéo tặng cho anh em cái mền, cái túi 900 ngàn mã 25. Anh nhanh tay được nha. Cái một quần mưa ASICU, quần mưa ASICU. Cái bụng của nó là 108. 108, dài 108. Quần đẹp không? Quần rất là đẹp ấy, quần mưa. 400.000 mã 24. Ủa, hồi nãy con kia 24, 25. Con này 24. 400.000 mã 24. Hàng của Mỹ nha anh em, hàng của Mỹ nha, mã 24. Cái một con không quân chất vải kaki ạ, hàng của Mỹ luôn. Con này là bụng 82 và căng hết cỡ là 88, à 86. 6 túi hộp, dài quần là 102. Con này không có mới lắm được đâu ạ. Độ mới con này được 80, 90, 85, 90 thôi. Báo cáo anh em này, cái đường ủi ly này này. Anh em nhìn đường ủi ly có một đường trắng trắng này nhá. Và trắng này là rất là đậm luôn. Đấy, cái đường ủi ly này. Nó ủi ly, nó ủi chết luôn á. Vải thì còn dày, nhưng mà nó quát rồi. 300.000 mã 23. 300.000 mã 23. Ủa, bữa nay chơi cứ ngủ luôn. Con này là chất vải của áo Badesi mưa. Cái túi này là nó đi mưa, chứ không phải là áo tôi ngủ vải Brooklyn đâu nhé. Nó chất liệu giống cái quần Flop mà như ngày hôm qua hôm kia. Hôm qua em có nói với em là có cái quần Philip của lính trực thăng á, chất vải kháng lửa, như đó là cái chất vải kháng lửa. Còn thằng mà cái quần Philip là nó bị tuyệt chủng rồi đó, là chất vải nó y chang. Và anh em có thể về may quần đó nha, rất là chất này, rất là chất luôn, xinh lè. Nhưng mà kiểu như con này dơ, kiểu như con này nó có dơ dơ một chút, dơ đất nhẹ thôi, dơ này thì giặt được. Và cái chiều cao chiều dài, màu là màu xanh ô liu. Chiều cao chiều dài ở đây nó ghi USMC này, đúng không? USMC nhá. Cái thằng màu của thủy quân ít khi anh em gặp lắm. Cái thằng áo satin mà có chữ USMC á, ít khi anh em gặp lắm, lâu thi thoảng mới gặp một lần. Em đo gấp 4 lần nhé. Chiều dài là 60, 64, 24. Đấy, anh em nghe loạt soạt không? Nghe loạt soạt nhé. Chốt cho em 1.7.000 mã 22. 1.700.000 mã 22. Tiếp một con Philot. Con Philot này thì không phải của Mỹ đâu. Cái chất vải kaki giống Philot của không quân Mỹ, vai 45. Dài áo là 78. 4578. 4578.
năm 1985. Ghê, năm 1985. Chứ vải cơ kia nha anh em. Form là thì ấy hệt áo Philop rồi đó. Ở dưới nách thì có lỗ thông hơi này. Áo thì đều màu. Áo thì đều màu. Còn em đâu vai thì dài khác nha. Vai của chị dài. Vai là 45. Dài áo là 79 à. 79 hay 80. Ăn hết cỡ được 80. Cái form này nó nhỏ mà nó dài ra. Ở đây có túi này, trên này có túi nữa này. Đây, túi nằm ngang. Rồi con này là 50-60kg. 50-60kg, 70 thì bụng to là sợ không chui được. Chất vải kaki và một lớp. Nó là được một lớp. Và lớp vải này cũng một lớp như áo kaki vậy đó. Rồi, chốt chúng em con này là 300 mã 21. Không phải của Mỹ đâu nha. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em tiếp tục video tiếp theo. Xin chào.